Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về tựa game mới, đó chính là King of Fighters. Hiện tại thì cái game này nó ra mắt được cũng được một tuần rồi các bạn ạ. Và mình đang ở chơi ở cái server 30. Hôm trước thì mình cũng có nói trên kênh YouTube, thì hy vọng là những anh em nào đang theo dõi kênh của mình thì hy vọng sẽ có rất là nhiều anh em tham gia cùng mình vào cái trò chơi này. Hiện tại thì ở server 30 nó đang diễn ra ở ngày thứ hai rồi, và cái lực chiến của mình đang đạt được là 16.419, và khá là thấp so với những người khác, tại vì mình cũng mới chơi chưa biết gì nhiều về cái game này cả. Còn những người khác thì cũng có rất là nhiều người đã trải nghiệm cái game này ở cái game trước đây, nó tên là gì nhỉ? À đúng rồi, Quyền Vương 98 thì phải anh em ạ. Thế nên là cũng một chút gì đó là thiệt thòi. Thế nên là mình quyết định hôm nay thì sẽ làm video này để chiêu mộ tướng anh em ạ. Hiện tại thì đây mình toàn là tướng cùi thôi. Với lại cũng đang mong ra nó ra thêm cái mảnh của con Kyo. Thế nhưng mà hiện tại thì như mình đang thấy thì như trong đây Kyo không có anh em. Không có thì phải. Đây này, đội level 80 mới mở. Hiện tại thì chắc là không nhận được Kyo rồi. Nhưng mà không sao, hy vọng là sẽ nhận được những con tướng khác nha anh em ạ. Hôm nay, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng 42 cái lệnh chiêu mộ thì phải. Đúng không? Cái này gọi là lệnh chiêu mộ. 42 cái lệnh chiêu mộ, hy vọng là sẽ ra được nhiều con tướng ngon. Chỉ thế thôi, sau này thì mình sẽ test thêm những con tướng đấy, và mình sẽ ra nhiều video nữa. Còn bây giờ thì sẽ không để mất thời gian của anh em nữa. Bây giờ thì mình sẽ thử luôn anh em nhé. Chiêu mộ này, biện phí chiêu mộ kinh chiêu một phát này. Đó là cái đầu tiên được thì nó ra cái hồn tinh. Nào, SR đâu rồi anh em ơi? Đây, con này mình có rồi, bây giờ mình có thể nâng cấp thêm này. Lần đầu nhận 4 sao này. Lần từ sau tiếp tục chuyển thành 42 mảnh anh em ạ. Thêm 18 mảnh nữa thì mình nâng cấp được. Sẽ là có mỗi một con này thôi. Ok, không sao, tiếp anh em nhé. Con này có ngon không anh em nhỉ? Mình thấy con này thủ khá là trâu anh em ạ. Ba sao luôn à? Tự nhiên nó lên ba sao này, hay là sao vậy mình cũng không rõ nữa cơ. Ba sao này, những cái mảnh khác có này. Sao nhận được nhiều mảnh cái con này phết anh em ạ. Mảnh con gì đấy? Ukiyo. Billy, con này mới mình cũng chưa có này. Lên luôn 3 sao. Ê, thêm một con nữa là Vice này. Con này là phục công. Sẽ là hai cái con SR. Để mình kiểm tra xem nào. Mình rất thích cái con này, nhưng mình không biết là trong cái này có nhận được không. Là con cây này. Nhìn rất là ngầu anh em ạ. Ok, mình sẽ làm một phát nữa xem như thế nào nào. Chiêu mộ một phát thế này. Ra luôn con mới này. Con này cũng chưa có. Ok, một phát 10. Ya Buki. Ok, để mình kiểm tra, mình nhận thưởng em nhé. Nhận thưởng xong mình sẽ quay tiếp này. Một này, hai này, ba này. Mình sẽ nhận thưởng. Amazing.
Hình như nhận thưởng hết rồi anh em ạ. Hình như là mình đã nhận thưởng hết rồi. Để xem nào. Ok, bây giờ mình sẽ vào chiêu mộ phát nữa xem nào. Mình sẽ chiêu mộ thường 5 phát rồi chiêu mộ bằng kim cương 10 phát xem nó thế nào anh em ạ. À, đây, chiêu mộ được một phát 10 luôn. Chỉ mất 1.080 game thôi. Chiêu mộ phát nữa xem thế nào anh em nhá. Không cần phải nhắc lại. Ai, con này chuyển thành 30 mảnh anh em ạ. Chuyển thành 30 mảnh. Ui, cái con này SSR của nó Ukyo này, mỗi 150 mảnh mới ghép được anh em ạ. Chát thật đấy. Thưởng cái gì đây? Tăng sao được anh ạ, cái này tăng sao thì mình nghĩ là mình sẽ tăng full tấn công đấm cho nó sướng. Chứ nãy giờ đi rất là khó. Thế là được mấy con anh em, con này thì mình cũng có thể gọi là cái gì nhỉ, tăng sao nó lên. Không biết con này có mạnh không anh em. Mình nghĩ là mình sẽ tăng hết tất cả những cái con công này lên trước anh em ạ. Cho đam nó to vượt đại cho nó sướng chứ mấy cái con lẻ tẻ này khó vượt đại lắm. Nhận này. Hay là làm tiếp một phát cuối cùng anh em nhỉ. Thôi mình nghĩ là thôi. Đây là cái video đầu tiên, nói chung là cũng muốn cùng với anh em giao lưu. Để anh em biết đến kênh của mình nhỉ, nhiều hơn. Không những về làm về cái game idol mà mình sẽ phát triển thêm về cái game này nhiều hơn, bởi vì có rất là nhiều anh em của mình chơi game này thì hy vọng là các bạn sẽ theo dõi kênh của mình thường xuyên. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này của mình. Xin hẹn gặp các bạn ở những video clip sau.